Lan Thúy xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Talk Show Tiêu dùng 24/7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quý vị thân mến, ngành nông nghiệp Việt Nam là một ngành có lịch sử phát triển từ bao đời nay và cũng là một ngành chủ chốt phát triển trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, với nhiều sự biến động về giá, về dịch bệnh cũng như là về chất lượng đầu ra đã khiến cho ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn và từ đó cũng tạo nên động lực thúc đẩy cho ngành chăn nuôi phải phát triển, tìm kiếm nên một giải pháp trong việc phát triển bền vững chăn nuôi và đảm bảo cho chất lượng đầu ra nữa. Và với vai trò bảo vệ sức khỏe cho vật nuôi, đảm bảo nguồn thực phẩm từ chăn nuôi sẽ có giá trị và chất lượng cao, thì các sản phẩm dược thú y đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, sự chú trọng trong việc phát triển chăn nuôi bền vững trong thời đại mới. Ngày hôm nay, để chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, chúng tôi đã cùng mời đến đây hai vị khách mời đặc biệt. Ngay lúc này, xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Hữu Thanh, tiến sĩ kỹ thuật sinh học và khoa học nông nghiệp. Em chào anh ạ. Chào MC và xin kính chào quý vị khán giả xem truyền hình. Cũng xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Hiếu Nhân, thạc sĩ kinh tế Đại học Hawaii, phó giám đốc công ty thuốc thú y Á Châu. Em chào anh ạ. Xin chào MC, như chào các vị khán giả đang xem chương trình. Một lần nữa em gửi lời chào đến hai anh, em cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Em mong rằng là mình sẽ có một buổi trò chuyện thoải mái, từ đó thì sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích cho quý vị đang theo dõi ạ. Dạ, bây giờ thì chắc là em sẽ đến với câu hỏi đầu tiên em xin được gửi đến anh Hữu Thanh. Em biết rằng là các sản phẩm thuốc thú y thì sẽ chiếm khoảng là 4% trong tổng số là chi phí chăn nuôi, nhưng mà lại rất là cần thiết trong việc bảo vệ vật nuôi và lại còn có vai trò quyết định đến sự thành bại của vụ sản xuất chăn nuôi đó nữa. Vậy thì không biết rằng là trong thời đại mà khoa học công nghệ phát triển như hiện nay thì ngành chăn nuôi sẽ có yêu cầu gì đối với các sản phẩm thuốc thú y ạ? Thuốc thú y có vai trò hết sức quan trọng trong cái ngành chăn nuôi. Vì thuốc thú y đảm bảo cái chất lượng thịt cũng như là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho vật nuôi theo yêu cầu của cái người tiêu dùng cũng như cái quốc gia nhập khẩu. Mặt khác, cái thuốc thú y đó thì đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho cái đàn gia súc và đảm bảo cái khả năng thu hoạch được cái sản phẩm cho tới cái lần cuối cùng. Thì mặc dù chỉ chiếm 4% cái giá thành sản xuất của cái chăn nuôi, nhưng cái thuốc thú y nó là một cái vai có một cái vai trò hết sức then chốt, bởi vì nếu không có thuốc thú y á, thì chúng ta không thể thu hoạch được sản phẩm chăn nuôi. Mặt khác, ngày nay cái yêu cầu ngày càng cao của các cái thị trường nhập khẩu cũng như cái yêu cầu ngày càng cao của vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước, thì cái vai trò thuốc thú y nó có đóng vai trò quan trọng hơn. Là các cái loại thuốc có nguồn gốc từ sinh học dần dần được dùng để thay thế một số cái sản phẩm mà bị cấm hoặc bị hạn chế sử dụng ở các cái quốc gia. Thí dụ như ngày nay người ta sử dụng rất là nhiều các cái sản phẩm chế phẩm sinh học như synbiotic, probiotic hay prebiotic nhằm đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi cũng như các đối tượng thủy sản. Sử dụng các cái dịch trích thực vật để mà tăng cường cái khả năng phòng chống bệnh, không để lại những cái hậu quả cho người tiêu dùng. Sử dụng các cái loại vaccine để mà phòng ngừa bệnh cũng như các cái chế phẩm sinh học để thúc đẩy cái miễn dịch cho cái đối tượng nuôi nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nhằm đảm bảo cho cái giá thành hiệu quả cũng như cái hiệu quả của chăn nuôi. Và Á Châu Farm cũng sẽ tiến tới cái hướng này để phục vụ cho cái ngành chăn nuôi của Việt Nam. Thông qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như hiện nay thì các doanh nghiệp dược thú y cũng phải không ngừng nỗ lực để có thể mang đến những sản phẩm chất lượng và đáp ứng được yêu cầu của ngành nữa. Vậy thì không biết là với cương vị của một đơn vị mà có nhiều năm trong lĩnh vực là dược thú y thì Á Châu Farm đã có những giải pháp như thế nào trong việc mang đến những sản phẩm vừa chất lượng cao mà vừa đáp ứng được sự thay đổi của môi trường và cả là sự biến động về dịch bệnh ạ? Thì công ty Á Châu Farm đã đầu tư 7 dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP để đảm bảo cái chất lượng đầu ra của sản phẩm của mình một cách tốt nhất. Và những sản phẩm đó phải đạt chất lượng đồng nhất và nó đảm bảo được một cái thời gian sử dụng dài nhất cho người tiêu dùng. Đồng thời thì Á Châu Farm theo cái định hướng là theo phương châm là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì mục tiêu phát triển của Á Châu Farm vẫn là đi theo những sản phẩm sinh học và những sản phẩm thảo dược để đưa ra những sản phẩm ngày càng an toàn hơn cho vật nuôi. Và giúp vật nuôi luôn khỏe mạnh thì sẽ giảm được cái chi phí cho người nông dân cũng như là không sử dụng những sản phẩm kháng sinh. Thì cái sản phẩm đầu ra của ngành nông nghiệp Việt Nam nó sẽ an toàn hơn cho người tiêu dùng cũng như để có thể xuất khẩu được qua những thị trường trên thế giới. Một cái nữa là Á Châu Farm luôn đồng hành với người tiêu dùng ở điểm là mình sẽ thường xuyên cập nhật những kiến thức
thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo và những buổi truyền đạt những kinh nghiệm về chăn nuôi cho người nông dân Việt Nam để sản xuất những sản phẩm sạch cho thị trường Việt Nam cũng như thế giới. Dạ, qua những chia sẻ vừa rồi đến từ anh Hiếu Nhân á, thì em có thể thấy được rằng là bản thân của Á Châu Farm thì đã có nhiều giải pháp về thuốc thú y cho bà con chăn nuôi. Tuy nhiên thì em cũng nhận thấy là ở trên thị trường hiện nay thì cũng có rất nhiều những sản phẩm về thuốc thú y nữa. Vậy thì không biết rằng là điều đó thì có tác động gì hay là gây khó khăn gì đến Á Châu Farm không anh? Hiện giờ thì Á Châu Farm cũng đã xuất khẩu qua được 40 quốc gia và đồng hành cùng người nông dân ở những quốc gia mà mình đã đặt chân tới. Thì cho nên Á Châu Farm với cái lĩnh đầu tư về công nghệ của mình thì Á Châu Farm tự tin về chất lượng sản phẩm, có thể cạnh tranh được kể cả những công ty nước ngoài, những công ty ngoại nhập và công ty của Việt Nam. Thì ngoài ra thì với cái định hướng phát triển là theo cái thời đại mới là phát triển theo nhu cầu sinh học và cái sản phẩm thảo dược, thì Á Châu Farm tự tin mình là một những đơn vị tiên phong trong cái vai trò là dẫn dắt cái nền thú y Việt Nam. Ngoài ra thì với cái sự am hiểu thị trường của thị trường Việt Nam, Á Châu Farm tự tin đứng trên vững trên thị trường Việt Nam để có thể cạnh tranh hoàn toàn sòng phẳng với những công ty nước ngoài. Qua những chia sẻ vừa rồi thì em tin rằng là quý vị cùng với bà con theo dõi thì cũng đã tin tưởng hơn khi lựa chọn những sản phẩm đến từ Á Châu Farm rồi ạ. Và quý vị thân mến, lúc này để chúng ta có thể hiểu hơn về các sản phẩm thuốc thú y của Á Châu Farm, xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Tọa lạc tại số 130 quốc lộ 1A, phường Ba Lắng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc thú y Á Châu với tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc thú y 3 tháng 2 đã không ngừng nghiên cứu, phát triển và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm thuốc thú y chất lượng có đặc tính kỹ thuật cao, đáp ứng được tiêu chuẩn của ngành và nhu cầu của người chăn nuôi. Á Châu Farm luôn chú trọng đầu tư nghiên cứu tạo ra các sản phẩm có cái tiêu chuẩn kỹ thuật cao để bảo vệ sức khỏe của vật nuôi, thủy sản. Với quy mô nhà máy sản xuất hiện đại hơn 10.000 m2 và đạt được các tiêu chuẩn quan trọng của lĩnh vực thú y thủy sản và là một trong các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y hàng đầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Ban lãnh đạo công ty rất chú trọng đầu tư nghiên cứu phát triển với nền tảng ứng dụng khoa học hiện đại trong sản xuất các chế phẩm probiotic, prebiotic, synbiotic, các sản phẩm thảo dược, hoạt chất sinh học cũng như các công nghệ nano để tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh, giúp bảo vệ môi trường sống của vật nuôi với mục tiêu là góp phần làm cho ngành nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển bền vững. Các sản phẩm thế hệ mới của công ty đều có nguồn gốc từ thảo dược sinh học, được sản xuất trên dây chuyền chuẩn GMP, có sự kiểm tra chất lượng chặt chẽ của đội ngũ QC, QA với hệ thống thiết bị phân tích hiện đại. Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển ở phòng thí nghiệm của công ty, được thử nghiệm và đánh giá từ phòng thí nghiệm cho tới thực nghiệm bên ngoài trước khi đưa vào sản xuất. Với các quy trình sản xuất đạt các tiêu chuẩn GMP và tiêu chuẩn ngành được quy định bởi chính phủ Việt Nam và các quốc gia nhập khẩu trên thế giới, nên sản phẩm Á Châu luôn tự tin đáp ứng được các kỳ vọng của nhà chăn nuôi trong thời đại mới. Thì với định hướng phát triển là hướng tới chăn nuôi an toàn sinh học, sản phẩm sạch từ trang trại đến bàn ăn, Á Châu Farm hiện tại phát triển chủ lực các nhóm sản phẩm về vi sinh và thảo dược hỗ trợ phòng và trị bệnh trên vật nuôi, có thể kể đến như là Biolac, Bacillac, Achalac hay là những cái sản phẩm như là Myrofac nhân sâm. Ngoài ra là còn có rất nhiều sản phẩm vi sinh và thảo dược khác đang tiếp tục được nghiên cứu và phát triển nhân rộng nhằm giúp cải thiện sức khỏe của vật nuôi, hướng tới việc là phòng bệnh hơn chữa bệnh, qua đó giúp các sản phẩm thịt, tôm, cá của Việt Nam an toàn hơn và có thể an tâm xuất khẩu ra thế giới. Thì hiện tại các sản phẩm của Á Châu Farm đã có mặt tại gần 40 quốc gia trên toàn thế giới như là tại châu Á, Đông Âu, Bắc Phi và sắp tới là hướng tới thị trường Nam Mỹ, giúp Á Châu Farm đem về hàng triệu đô la cho ngành xuất khẩu thuốc thú y, đồng thời khẳng định vị thế của Á Châu Farm trên thị trường thuốc thú y trong và ngoài nước. Quý vị thân mến, vừa rồi thông qua những hình ảnh mà chúng ta vừa xem được trên đoạn phóng sự vừa rồi thì Thanh Thúy tin chắc rằng quý vị chúng ta cũng có thể an tâm hơn khi lựa chọn các sản phẩm cũng như là có thêm sự hiểu biết về các sản phẩm của Á Châu Farm. Và chúng ta biết rằng là các sản phẩm thuốc thú y của Á Châu Farm thì đây không chỉ đơn thuần là các sản phẩm dược thú y đâu, mà đây còn là kết quả của một quá trình dày công nghiên cứu trong suốt một khoảng thời gian dài nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng phòng ngừa và điều trị hiệu quả cao cho các sản phẩm thuốc thú y đến cho bà con nông dân. Vậy thì sắp tới thì không biết là về phía Á Châu Farm sẽ có những kế hoạch gì để triển khai sâu rộng hiệu quả các dòng thuốc cũng như là vaccine này đến với người tiêu dùng trong và cả ngoài nước ạ? Về mặt sản phẩm đó thì cái quan niệm của Á Châu Farm là cái thuốc tốt đó, thì và cái hệ thống phân phối và sử dụng phải tốt. Về mặt sản xuất
chất lượng đó, thì Á Châu Farm cũng đã đầu tư các cái dây chuyền công nghệ hiện đại để mà sản xuất các cái sản phẩm. Mặt khác cũng có những cái máy móc thiết bị quan trọng để mà kiểm soát cái chất lượng sản phẩm ở trong cái quá trình sản xuất cũng như lưu thông phân phối trên thị trường. Mặt khác đó thì cũng tổ chức các cái buổi hội thảo đầu bờ, tập huấn cho cái đội ngũ kỹ thuật ở địa phương, chuyển giao một số cái công nghệ sản xuất và sử dụng thuốc hiệu quả và an toàn cho những cái người nuôi, và thường xuyên cập nhật các cái thông tin về diễn tiến của các cái dịch bệnh hoặc là hỗ trợ cho nông dân trong các cái thời điểm quan trọng của chuyển mùa hoặc là những cái thời điểm quan trọng cần phải để chuẩn bị tốt cho cái mùa vụ nuôi trồng thích hợp. Như vậy là bên cạnh là việc triển khai kế hoạch để mang thuốc thú y đến gần hơn với các bà con ở vùng sâu vùng xa trong và ngoài nước nữa, thì đối với việc mà mang thương hiệu thuốc thú y Việt vươn tầm thế giới thì Á Châu Farm hiện tại đang có những kế hoạch triển khai như thế nào ạ? Em mời anh Nhân chia sẻ ạ. Hiện giờ công ty Á Châu Farm đã đặt chân đến 40 quốc gia và sắp tới có thể là mình sẽ có thêm một số đối tác ở những quốc gia mình đang đăng ký nữa. Thì kế hoạch của Á Châu Farm lúc nào cũng muốn đồng hành cùng những đối tác và cũng những người nông dân mình ở những quốc gia mình đặt chân tới. Nên là Á Châu Farm sẽ luôn luôn hỗ trợ cho những các đối tác về tất cả các tài liệu về quy trình nuôi, về những cái kinh nghiệm nuôi cũng như về cái tài liệu về sản phẩm một cách chuyên sâu để có thể hướng dẫn người nông dân sử dụng sản phẩm Á Châu Farm một cách đúng nhất. Tại vì thuốc tốt thì phải sử dụng đúng cách thì nó mới phát huy hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra thì Á Châu Farm cũng cùng cái với các nhà phân phối trên ở ngoài quốc gia sẽ tổ chức những buổi họp offline để mình có thể chia sẻ kinh nghiệm cho bà con để có thể có những kiến thức mới nhất, hiện đại nhất về sản phẩm của mình. Đồng thời Á Châu Farm cũng đi tham dự rất là nhiều cái hội chợ trên toàn thế giới để có thể đưa cái thương hiệu Việt Nam đến gần hơn với bà con chăn nuôi toàn cầu. Ngày hôm nay em xin được cảm ơn sự có mặt cũng như là những chia sẻ đến từ anh Nguyễn Hữu Thanh, tiến sĩ kỹ thuật sinh học và khoa học nông nghiệp, cùng với sự có mặt và tham dự của anh Nguyễn Hiếu Nhân, thạc sĩ kinh tế Đại học Hawaii, phó giám đốc công ty thú thui Á Châu, đã có những chia sẻ rất thực tế và rất bổ ích dành đến cho quý vị đang theo dõi chương trình . Và với những thông tin này thì Thanh Thúy hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị chúng ta có thể hiểu hơn về vai trò của thuốc thú y trong việc phát triển chăn nuôi bền vững ngày nay, và từ đó sẽ có những quyết định sáng suốt hơn trong việc lựa chọn những sản phẩm an toàn, uy tín đang có trên thị trường. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi đến từ tất cả quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.